Xin chào tất cả cô chú anh chị đến với cửa hàng xe máy Ngọc ha. Hôm nay thì cũng có anh Văn, anh đến anh review xe ở cửa hàng mình. Thì mình xin giới thiệu luôn là cửa hàng xe máy Ngọc nằm tại hai địa chỉ: ấp An Phước, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Địa chỉ cửa hàng 1 thì nằm ở khu phố Minh Long, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Nơi anh Văn đang review xe ở đây là ấp An Phước, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, hay còn gọi là khu vực Tắc Cậu ha mọi người ha. Số điện thoại liên hệ của mình là 0947 444 924. Cửa hàng có mua bán trao đổi tất cả các dòng xe gắn máy đã qua sử dụng, có hỗ trợ trả góp của ngân hàng, chỉ cần trả trước 20-30% giá trị xe thôi thì chúng ta sẽ làm hồ sơ nhận xe sau 15-20 phút làm hồ sơ ha. Còn đối với bên mình có hỗ trợ là từ xe từ giá 30 triệu trở xuống á, là chúng ta không cần trả trước là ha mọi người ha. Thủ tục thì chỉ cần chứng minh hộ khẩu hoặc là chúng ta đã có căn cước công dân thì càng tốt ha. Chỉ cần cái căn cước công dân thôi, đem qua cửa hàng thì chúng bên cửa hàng sẽ hỗ trợ cô chú anh chị làm hồ sơ ha. Làm hồ sơ tầm 30 phút thôi là chúng ta nhận xe, đem xe về. Còn những cái thủ tục như giống như là sang tên hay là giấy tờ sang tên chính chủ á, cứ để lại cho bên cửa hàng lo, từ A đến Z hết trơn theo mọi người ha. Rồi. Giờ tiếp theo thì mình giới thiệu chi tiết các xe mà cửa hàng mình có đi anh. Rồi, ok. Anh em mình sẽ giới thiệu một số xe ở cửa hàng ha, để cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn ha. Mình quay một số xe ở trong trước ha anh Văn ha. Tại ở ngoài thì quay trời đang mưa. Đi từ rồi, đây ra ngoài đi. Coi rồi. Giới thiệu con này luôn đi anh. Trước mắt anh chị là con xe Vario 150 ha. Xe này thì màu trắng ngọc trinh, có lên nhám màu xanh lá cây rồi ha. Xe này thì hồ sơ có sẵn. Xe này đát 2021, vỏ trước sau còn theo xe màu cặp ha. Ô đô thì chỉ có vài ngàn cây số thôi ha cô chú ha. Xe nói chung là như cực kỳ đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Cô chú anh chị mua về thì bấm biển số mới luôn ha. Xe này thì hồ sơ có sẵn, mua về bấm biển số mới luôn. Áo nói chung là không lỗi lầm gì hết, cực kỳ đẹp, chỗ trước chỗ sau còn theo xe một cặp ha mọi người ha. Cái này mua về là chạy ha. Đúng rồi, để dọn hết. Cô chú anh chị ở xa hay là ở huyện khác hay gì, mình mua về mình bấm biển số mới luôn. Xe này em để lại cho cô chú anh chị và các bạn sử dụng với giá là 46.500.000 đồng ha. Ở xa có bớt không anh? Ở xa thì nếu mà đến với cửa hàng thì mình sẽ bớt tiền xăng này kia cho cô chú anh chị ha. Rồi qua cái con màu vàng luôn anh. Tiếp theo là con Vario 150 này đời 2020 ha mọi người ha. Xe này thì cũng hồ sơ có sẵn. Xe này là xe màu vàng đen, phiên bản này là phiên bản áo sơn tem, áo sơn tem ha, chứ không phải tem chùm ha mọi người ha. Đây, chở trước sau rất là đẹp, mâm thì có sơn lại màu bạc rồi, cũng là 150. 150 nó khác với 125 ở chỗ là nó xài khóa thông minh, còn xe 125 nó sẽ xài khóa chìa truyền thống ha mọi người, khóa cơ đó ha. Đúng rồi. Xe này thì em bán với giá là bao hồ sơ cho cô anh chị luôn là 45.500.000, đã bao gồm phí hồ sơ. Rồi tiếp theo cũng là một con Vario nữa ha. Xe này thì bên cửa hàng dọn màu đen nhám và phối màu xanh lá cây ha mọi người ha. Vỏ trước sau thì rất là đẹp, máy móc thì em bầu mọi người zin em 100% luôn. Mua về thì xe này hồ sơ cũng có sẵn, mua về thì chúng ta bốc biển số mới luôn ha. Xe nói chung gần như mới ha. Cái vàng áo thì liền lạc cứng cáp ha mọi người, không chạy trước ha. Vario bên mình thì nói chung là xe đi lướt không ha bà con ha. 150 thì xài khóa mắc cây. Cái này hình như vỏ mới thay luôn cái gì anh? Đúng rồi, mấy xe này là nói chung là mình về mình thấy có mấy xe mà vỏ hơi mòn mòn á, mình sẽ thay bỏ luôn, về cho cô chú anh chị mình khỏi thay. Máy móc thì bên em bảo đảm là zin em 100%. Dòng 150 này máy móc nó rất là mạnh mẽ ha. Nó giống như là mấy dòng SH150 á, là chạy rất là mạnh luôn, mình dặn ga cái nào nó lên à, mạnh lắm. Giá em bán xe này với giá là 45.500.000 đồng ha mọi người ha. Rồi tiếp theo là cũng là một con Vario luôn, xe này màu xanh nhám, phối nhám màu trắng ha. Tất cả các dòng
mà màu nhám bên mình á là đều hỗ trợ lên cho khách hết trơn ha. Khách muốn lên màu nào thì bên cửa hàng sẽ lên màu đó cho cô chú anh chị. Muốn thay đổi nhám màu khác thì cứ qua bên xem xe trực tiếp, thích nhám màu nào thì em sẽ đổi lên nhám màu đó cho mọi người ha. Ủa giả sử như đổi màu thì có thêm tiền không anh, hay là cũng giá đó? Không đâu, bên mình thì mình hỗ trợ, nói chung là vui lòng khách đến vừa lòng khách đi mà, hỗ trợ hết mình cho khách vì cũng tiện quá. Muốn đổi màu khác thì em sẽ đổi màu khác cho, ok hết ha. Xe này thì hồ sơ cũng có sẵn luôn ha mọi người ha, mua về bấm biển số mới luôn. Đối với những dòng xe này hiện tại em báo cho mọi người biết luôn ha, là Vario 125 á, giống như đối với dòng 125 này nè, thì salon xe mới sẽ có bán. Hiện tại giờ là salon xe mới sẽ có bán, còn đối với những dòng 150 nè, hiện tại salon giờ bỏ mẫu không còn sản xuất nữa, mà chúng ta nếu mà salon mà còn hàng á, chúng ta đi mua một chiếc xe mới á, nếu mà phí biển số luôn á thì sẽ tầm ga giấy luôn sẽ tầm 74 75 triệu một xe ha mọi người ha. Ở đây thì nói chung em bán xe là xe mới cũ cao quá ta. Đúng rồi. Hiện tại bỏ mẫu salon sẽ bán nâng lên là tầm 74 75 triệu, còn đối với 125 sẽ bán từ 62 63 triệu một xe ha mọi người ha. Đó là xe mới 100%, còn bên đây là em bán xe qua sử dụng. Rồi, đối với dòng xe này em cũng bán 45 triệu 500 luôn ha mọi người ha. Bao hồ sơ cho bà con luôn. Bà con về thì chỉ cần bấm biển số mới thôi. Rồi máy móc thì em bao mọi người zin em 100%. Áo sống này thì anh Văn sẽ quay cho mọi người xem. Rồi, tiếp theo bán con này luôn, con này thấy tươi quá nè. Tiếp theo là xe này là xe Vario 125. Xe này đi có 2000 km thôi mọi người ha. Vỏ trước vỏ sau còn theo xe một cặp. Đây. Xe này phiên bản mâm đồng. Em có lên lại màu trắng với phối màu xanh dương cho mọi người. Sau này cô chú anh chị mua xe về ga cặp quẹt mới vẫn là ga cái màu xe sơn xe trên nó là màu trắng xanh luôn ha. Y như cho cặp quẹt chứ mà cô chú anh chị khỏi lăn tăn về vấn đề màu sắc ha. Không sao hết. Đi đúng 2000 km. Xe cực kỳ đẹp luôn ha. Cô chú anh chị về mình bấm biển số mới luôn ha mọi người. Đi 2158 km. Áo màu trắng ngọc trinh, máy móc em bao mọi người zin em 100%. Để cho mọi người nghe tiếng xe này ha. Nói chung tình trạng xe cũng gần như mới đó. Xe bên em mà nói chung là mua về là rất là kỹ ha mọi người ha. Tháo vàng áo ra hết. Rồi vệ sinh hết trơn rồi mới ráp lại. Coi cái nào không được là phải làm cho nó đẹp lại. Rồi, đối với dòng Vario 125 này em để lại cho cô chú anh chị và các bạn sử dụng với giá là 42 triệu 500 ngàn đồng ha mọi người ha. Xe cực kỳ đẹp, chúng ta sẽ đỡ tốn được một khoản tiền không nhỏ đối với mua xe mới ha. Xe này mà đi mới có 2-3 ngàn cây số thôi. Xe mới thì 60 mấy triệu mới lăn bánh ha, còn xe này thì 2 ngàn cây số. Cái này là 40 mấy triệu hả? 42 triệu 500. Tính ra rẻ hơn 20, tầm 20 triệu. Nhưng mà cái dàn áo cũng như mới nè. Là không có chạy xước ha, liền lạc cứng cáp luôn, kể cả dàn chân sạch sẽ nè. Sạch sẽ. Mâm đó là mâm đồng, là mâm zin đó mọi người ơi. Không có chốc sơn chốc gì nha mọi người, cũng như mới vậy đó. Vỏ trước sau là theo xe một cặp. Bên trong cái bình xăng nè, cũng gần như mới luôn thấy chưa? Kỳ đẹp ha. Nói chung tiết kiệm được 20 triệu thì cũng ok rồi, gần 20 triệu. Rồi, AB luôn anh. Tiếp theo là con AB 125, phiên bản này là mẫu mới ha mọi người ha. Mẫu này là mẫu mới AB 125. Biển số của huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 68M138676. Số cũng dễ thương ha, dễ nhớ ha mọi người ha. Xe này vỏ trước sau theo xe còn một cặp. Cặp vẹt của nó là màu đen đồng ha. Màu đen đồng. Xe thì đi có mấy ngàn cây số à, hai cái mọt zin còn đủ hết, hai mọt hai chìa khóa zin còn đầy đủ hết. Giá em bán cho cô chú anh chị sử dụng là 33 triệu 500 ngàn đồng ha mọi người ha. Đây, xe ô tô thì nó tầm 8.156 km. Còn thấp quá ha. Hai mọt zin còn đủ hết. Để quay cái dàn chân bên đây cho mọi người xem nè. Xe là không lỗi lầm ha. Áo tem cực kỳ đẹp. Nói chung xe ở đây tuy rằng xe cũ nhưng mà toàn là xe lướt ha, mới cửa hàng Nhật ha. Nhìn cái yên là được bọc cái ni lông nè. Tôi thấy cửa hàng cũng kỹ rồi. Qua những con xe em quay sơ lược cho mọi người đó, tất cả các dòng xe vừa trong cửa hàng đều hỗ trợ trả góp hết trơn ha bà con ha. Đối với những dòng xe này nè, em tư vấn cho cô chú anh chị luôn. Ví dụ do với những dòng xe mà 40 mấy triệu hay 30 mấy triệu mình lên hồ sơ trả góp chỉ cần trả trước 20-30% giá trị xe.
Ví dụ như con xe nãy em có báo là 45.500.000, cô chú anh chị chỉ cần trả trước tầm 9-10 triệu, đưa trước chỉ tầm 9-10 triệu là chúng ta sẽ lên hồ sơ nhận xe trong ngày ha. Cũng tiện, nhưng mà với điều kiện là trên 18 tuổi đúng không ạ? Đúng rồi. Với không có hỗ trợ nợ xấu không? Đúng rồi, không hỗ trợ nợ xấu, với điều kiện là phải khách hàng phải trên 18 tuổi, nói chung là sinh từ năm 2004 đó, 2004 trở lên thì chúng ta sẽ lên hồ sơ nhận xe được ha mọi người ha. Thủ tục cũng dễ lắm, chỉ cần chứng minh hộ khẩu hoặc là căn cước công dân thôi ha bà con ha. Rồi. Tiếp theo mình qua cái hàng tiếp theo luôn ha. Rồi, sẵn bên này thì mình đi ấy luôn. À, ở đây mình rồi. Còn một con Vario nữa nè anh Dân ơi. Rồi. Đây. Rồi anh đứng vô trong để em quay từ trước. Nhà hơi chặt ha mọi người thông cảm ha. Xe này thì bên cửa hàng lên sẵn màu đen cam ha mọi người ha, dọn form clip Thái. Xe này thì nói chung cũng sạch sẽ, máy móc zin em 100% luôn, em nổ máy cho mọi người xem. Hồ sơ có sẵn, cô chú anh chị về bấm biển số mới luôn ha. Giá em bán cho mọi người sử dụng là 45.500.000 đồng ha bà con ha, 45.500.000. Đây để quay cái dàn áo phía ngoài cho mọi người xem ha. Đúng rồi, nhóm này là nhóm cam mình lên sẵn, mình mua đồ mới không ha, mình không có xài đồ qua sử dụng, mình mấy cái nhóm này là mình mua mới hết để lên cho cô chú anh chị mua về chúng ta khỏi tốn tiền nữa. Rồi. Nói chung nó chiếc xe này với chiếc xe mới là nó khoảng từ 70 tới 80 ha, nó cũng gần như xe mới vậy đó. Đúng rồi, máy móc làm bao mọi người là zin em 100% ha, mua về thì không có lăn tăn gì hết, nhớt nhau, nhớt hộp số hay là nhớt nhớt máy, rồi về vấn đề nước giải nhiệt là bên em kiểm tra thẳng hết, cô chú anh chị về thì cứ yên tâm chạy đó, rồi chị chờ ngày bên em gọi để đi đăng ký biển số thôi, chứ không có cần làm gì nữa ha. Nói chung về mình muốn thích cái gì thì mình gắn vô thôi, còn kiến hậu hay là bất cứ mấy cái linh tinh lặt vặt bên em sẽ hỗ trợ cho mọi người hết, có mua sẵn để cho cô chú anh chị về xài hết chứ mất công tốn tiền mọi người ha. Rồi chúng tiếp wow. Theo chúng ta sẽ đi mấy cái dòng cung tay đi ha anh Văn ha. Rồi này Sonic 2019 đi mười mấy cái, đi mười được mười mấy ngàn ha mọi người ha, 12-13 ngàn thôi. Xe này thì màu đỏ đen đời 2019, vỏ trước sau là có thay một cặp mới của Michelin, này là vỏ đồ chơi, một cặp này thay cũng tầm triệu ngoài ha mọi người ha. Máy móc là em bao mọi người zin em 100%. Với đối với con Sonic 2019 này em để lại cho cô chú anh chị và các bạn sử dụng với giá là 37.500.000 đồng nha mọi người ha. Xe này biển số cũng dễ thương lắm, cũng huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang, 68C1 38191, số tiếng nha mọi người ha, 37.500.000. Xe đủ đồ hết, bô là bô zin không có bị móc mổ gì ha, bô e zin đầy còn đầy đủ hết, không có bị thiếu gì hết trơn ha mọi người ha. Để quay chi tiết cái dàn sơn cho mọi người xem ha. Cái vỏ xe thì vỏ mới luôn ha mọi người, chưa chạy luôn á. Đúng rồi, vỏ trước vỏ sau là thay vỏ xịn á, Michelin nó một cặp rồi. Rồi ai ơn con này thì liên hệ trực tiếp cửa hàng nha, số điện thoại ở phần mô tả với kênh sẽ ghi ở phần bình luận luôn ha. Đối với những dòng xe này chúng ta mấy bạn trẻ chỉ cần trả trước tầm 7-8 triệu thôi là chúng ta nhận xe rồi, lên hồ sơ nhận xe sau 15 phút ha mọi người ha, 7-8 triệu thôi là nhận xe rồi. Rồi tiếp theo mình qua con này luôn anh. Ừ, tiếp theo là con Sachia này đăng ký 2021 luôn ha mọi người ha, mẫu tem báo đốm. Xe này thì nói chung là dòng xe Sachia nhập khẩu cho nên nó cháy đèn hoài luôn ha, biển số thì của huyện An Biên tỉnh Kiên Giang 49212. Máy móc thêm bao mọi người zin em 100%, bộ là bộ zin không có bị móc mổ gì hết, bộ e còn đầy đủ. Nổ máy cho mọi người xem luôn. Để cho mọi người nghe tiếng máy nè. Nói chung tiếng cũng như mới vậy đó, như xe mới vậy đó. Còn về cái dàn áo thì liền lạc cứng cáp ha, không trì xước. Rất là đẹp, không có lỗi lầm gì chứ ha. Có cái thay cái chỗ đèn nhanh thôi cho nó gọn lại thôi. Thế thôi thường mấy cái dòng này chúng ta đi mấy cái nhanh tích hợp lại hết, tại vì nó dễ cộ mệt. Đúng rồi, nó hay bị tới đi lui, nó hay bị gãy lắm, chứ chạy thời gian nó cũng rơi dữ lắm. Đúng rồi. Rồi
Con này nãy anh báo giá nhiêu anh? 38 triệu. 38 triệu. Biển số của huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang ha mọi người ha. Dễ sử dụng quá ha. Rồi tiếp theo qua cái con kế bên này luôn ha. Rồi, tiếp theo con kế bên cũng là con Sachia ha mọi người ha. Sachia xe này Sachia đời 2019. Thông thường mấy đời thấp thấp á là toàn là Sachia nhập khẩu, mà 2019, 2020 là xe nhập khẩu, có qua 21, 22 thì Việt Nam mình có đem một lô hàng về ha mọi người ha. Cái đó xe Sachia đó có công tắc đèn. Thấy cái này dọn có hơi đặc biệt chút nè anh. Ừ, có cái này kiến thì trong á. Ừ, đúng rồi, cái này nghĩa là nó bị mấy bạn trẻ bạn tháo cái boe ra, bạn đi vậy cho nó đẹp. Nói chung là dành người mỗi người mỗi ý, thích kiểu này kiểu kia. Xe này thì cũng máy móc zin nguyên bản ha bà con ha. Chỉ tháo boe ra thôi, vàng ốc tán này kia còn rất là đẹp. Đi tầm mười mấy ngàn km thôi bà con ơi. Nói chung tình trạng xe này cũng còn khoảng 85% nha mọi người. Sachia này là Sachia nhập khẩu ha mọi người ha. Sachia này là hồ sơ cầm tay, chúng ta và bốc biển mới luôn. Giá em bán cho cô chú anh chị và các bạn sử dụng với giá là 38 triệu đồng ha mọi người ha. Xe rất là đẹp, áo tem rất là đẹp luôn, không có lỗi lầm gì hết. Máy móc em bao mọi người zin em 100%. Rẻ hơn xe mới khoảng nhiều anh bây giờ cái đời xe này thì nếu chung bây giờ thì cũng 6 mấy triệu á. Nếu mà Sachia cho xe nhập khẩu ha 6 mấy triệu. Còn Sachia đối với Sachia có mấy mẫu có công tắc đèn á thì nó là 50 tầm nếu mà lăn. Rồi, giá con này em để lại cho mọi người là 38 triệu ha. Xe này thì về chúng ta về bốc biển mới luôn ha mọi người ha. Quá tiện nè. Rồi, mình qua con tiếp theo luôn anh. Rồi, tiếp theo là con Sonic đời 2020. Xe này thì có dọn chuyển sơ sơ ha, lật giật ha, nhưng mà máy móc thì nó zin nguyên bản, không có làm gì hết. Mấy bạn trẻ mua rồi gắn ốc kiểu titan rồi này nọ, bình dầu kiểu rồi ốc titan rồi ha. Để quay cái dàn chân cho người xem nè. Nói chung cửa hàng đã dọn sạch sẽ ha. Tình trạng xe thì cũng gần như mới đó. Cái này là nó tháo boe ra ha. Hình như các cái gác chân này mới luôn phải không anh? Gác chân nói chung là rửa ra mà nó đẹp vậy á. Đây rồi biển số của chiếc này nè. Số An Biên, B1 là An Biên ha bà con ha, 46356. Số tiếng. Giá con này cửa hàng mình ra nhiêu anh? Giá con Sonic nhập khẩu đời 2020 này bên cửa hàng để lại cho cô chú anh chị sử dụng với giá là 38 triệu đồng ha. Dễ xài lắm mọi người ơi, mua xe mới làm gì ha. Đúng rồi, mua cái này rẻ hơn. Đúng rồi, còn 80-90% mà rẻ hơn. Hồi thời điểm đó đó là những ai mua xe mới ha, đối với 2019-2020 những ai mua xe mới có thể giá này lên tới 70 triệu luôn ha. Mới mà góp nó ra 70 mấy triệu luôn ha mọi người ha. Còn đây thì chúng ta 30 mấy triệu rồi, nửa giá rồi, đâu còn lỗ lã gì nữa đâu. Nhưng mà cái chất xe nó đâu có thua xe mới gì nhiều. Đúng rồi, 80-90%. Còn rất là đẹp luôn. 38 triệu đồng. Cái dàn áo là liền lạc cứng cáp ha. Cái này kinh quay thì thấy vậy ha. Rồi vỏ xe là vỏ mới luôn ha. Đây gai còn cao nè. Nhìn cũng thấy là long long này ha. Nói chung mua xe cũ thì nó tiết kiệm được rất là nhiều tiền. 20-30 triệu. Nếu mà xe nhập khẩu á, 20-30 triệu. Rồi mình qua con tiếp theo luôn anh. Tiếp theo xe này là con Sonic phiên bản này là phiên bản gẹp son sơn tem ha mọi người ha. Đây áo này là áo sơn tem chứ không phải dán tem chùm. Phiên bản này là gẹp son. Xe này còn khá là đẹp ha bà con ha. Áo tem là sơn tem. Thời điểm mà mua mấy cái dòng xe này á, nếu mà đối với những cái phiên bản sơn tem gẹp son á sẽ mắc hơn mấy những phiên bản bình thường tầm 3-4 triệu nha bà con ha. Tại vì cái phiên bản sơn tem này nó sẽ mắc hơn phiên bản mà tem thường. Rồi cái con này cửa hàng mình ra nhiêu anh? Cửa hàng mình để lại cho cô chú anh chị và các bạn sử dụng với giá là 39.500.000 đồng. Đi có 8.000 mấy km ha mọi người ha. Màu cam đen trắng rất là đẹp. Biển số thì của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, 68D1 74184. Số tiếng rất là đẹp ha. Máy móc là em bao mọi người là zin em 100%. Xe nào máy làm rồi em sẽ báo làm rồi, máy chưa làm em sẽ báo làm rồi. Còn nó...
có những dòng xe mắc tiền, những dòng xe tầm trung này nè, là máy móc là có sao em báo vậy hết. Máy mà có làm rồi hay gì đó là em không có mua ha, em nói trước là em không có mua. Mua rồi ví dụ mà xe mà máy zin á thì chúng ta chạy nói chung là nó rất là ngon, còn làm rồi sau này thì nói chung là làm cỡ nào nó không như zin được ha.